Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 10, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc tập trung nâng cao chất lượng các diện tích cam Việt Gáp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nông dân Hưng Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Cần tăng cường trách nhiệm cho công tác quản lý đất đai ở cơ sở. Điểm chuẩn đại học tăng cao, nhiều hướng xét tuyển cho các em học sinh. Uống rượu bia khi tham gia giao thông, hậu quả khôn lường. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông theo khung thời vụ, hiện các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đến đâu, trồng cây vụ đông đến đó. Theo kế hoạch vụ đông năm 2020, toàn tỉnh sẽ trồng trên 10.000 ha cây vụ đông và hiện nay các địa phương đã trồng được trên 2.000 ha. Để cây trồng phù hợp với đồng đất và thời vụ, bà con nông dân đang tập trung trồng các giống như dưa, bí các loại và cây gia vị. Địa phương có tiến độ trồng được nhiều cây vụ đông như Ân Thi, Tiên Lữ, Kim Động. Để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, phòng chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố đang hướng dẫn bà con thu hoạch nhanh những diện tích lúa đã chín, chuẩn bị đầy đủ giống vật tư để phục vụ việc gieo trồng, đồng thời tiến hành chăm sóc bảo vệ phòng trừ sâu bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng. Những năm gần đây, quả cam của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cử được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao. Hiện nay, các thành viên của Hợp tác xã đang tích cực nâng cao chất lượng các diện tích cam Việt Gáp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một vụ thu hoạch cam đang đến gần. Để nâng cao chất lượng các diện tích cam Việt Gáp, thời điểm này các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc đang tập trung cắt tỉa lộc non, bón phân có nồng độ kali cao để cây tập trung nuôi và tạo độ ngọt cho quả, đánh bẫy ruồi vàng hại quả và làm sạch cỏ. Sau 2 năm được chứng nhận canh tác đạt tiêu chuẩn theo quy trình Việt Gáp, đến nay từng bước trong quy trình canh tác nghiêm ngặt này đã trở thành thói quen của người nông dân trồng cam ở đây. Tiêu chuẩn Việt Gáp này yêu cầu cũng lớn lắm, khâu phun nước cỏ này, bón phân đúng lúc đúng thời gian thời điểm của nó thì để nó mới nâng được cái năng suất và cái chất lượng của quả lên. Đấy. Cái thứ ba nữa là phun thuốc bảo vệ thực vật ấy là phải trong cái thời gian thu nó phải cách ly được khoảng độ từ 1 đến 2 tháng trước khi thu hoạch. Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc có hơn 21 hecta cam Hưng Yên, cam canh và cam ruột vàng được chứng nhận Việt Gáp. Trong đó, cam Hưng Yên và cam canh được chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Vừa qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu độc quyền của cam Hưng Yên và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp mã vạch sản phẩm. Nếu như trước đây, chất lượng của cam Ngũ Phúc được khẳng định bằng sự hài lòng của khách hàng, thì năm nay chất lượng của những sản phẩm này đã được chứng nhận bằng những văn bản pháp lý. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới các thành viên hợp tác xã nâng cao giá trị sản lượng và chất lượng của quả cam để tiến tới nâng lên 4 sao. Và song song với đó thì tôi cũng đã xây dựng một cái chương trình để tiêu thụ cái sản phẩm, nhất là liên hệ được một số cửa hàng ở trên Hà Nội bán hoa quả an toàn thực phẩm và cũng đã liên hệ đăng ký với công ty Viettel bán hàng online qua mạng. Còn độ tháng nữa là các cái đầu mối này sẽ về làm việc cụ thể với hợp tác xã. Những giấy chứng nhận này chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc trong việc nâng cao chất lượng các sản phẩm cam của hợp tác xã. Đây cũng là cơ sở tạo điều kiện để Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc phát triển thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm cam của mình đến với những thị trường khó tính, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây cam và nâng cao đời sống cho bà con xã viên. Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, vị trí vai trò của giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định và phát huy. Tại Hưng Yên, cán bộ hội viên nông dân luôn là lực lượng quan trọng trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Trong những năm qua, để tạo đà cho phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 315.000 lượt hội viên nông dân. Phối hợp cung ứng được trên 57.600 tấn phân bón chuyên dùng theo hình thức trả chậm cho hội viên nông dân trị giá trên 300 tỷ đồng. Bên cạnh việc tín chấp với các ngân hàng giúp nông dân vay vốn,
các cấp hội tích cực vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh và trung ương ủy thác đạt gần 80 tỷ đồng cho trên 2.200 hộ vay. Trực tiếp tham gia tư vấn, hướng dẫn thành lập mới được 89 hợp tác xã, tổ hợp tác. Đến nay, toàn tỉnh có trên 74.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, giúp đỡ gần 6.900 hộ thoát nghèo. Nhiều nông dân đã sáng tạo, áp dụng khoa học vào sản xuất cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Thực hiện phong trào thi đua nông dân Hương Yên chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cán bộ hội viên, nông dân trong toàn tỉnh đã tự nguyện đóng góp trên 181 tỷ đồng, hiến trên 19.000 mét vuông đất, tham gia gần 17.500 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã xây dựng được 98 chi hội 30, đảm nhiệm trồng, chăm sóc trên 51 km đường hoa, hàng chục km hàng cây nông dân, trên 400 tổ vệ sinh môi trường tự quản của hội nông dân hoạt động có hiệu quả. Chúng tôi rút ra một số các bài học kinh nghiệm. Và thứ nhất đó là phải quan tâm đến xây dựng cái đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là cái đội ngũ cán bộ chi tổ hội. Cái thứ hai nữa là phải lấy địa bàn cơ sở là nòng cốt, để từ những cái lợi ích chính đáng, những cái nguyện vọng nhu cầu của người dân thì sẽ đề xuất với cấp ủy chính quyền để quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt. Và thứ ba nữa là trong cái công tác chỉ đạo thì phải có cái chỉ đạo trọng tâm trọng điểm và quan tâm để xây dựng các cái mô hình điển hình tiên tiến. Nhìn lại chặng đường đã qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy vai trò nòng cốt và là cầu nối giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 6 tháng 10, Hội Nông dân tỉnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam và biểu dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu. Thông tin chi tiết về sự kiện này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ phản ánh trong chương trình thời sự tối mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trong khi tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt việc xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A, thì thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm đất đai với diện tích lớn, gây tác động đến tâm lý của người dân và môi trường đầu tư của tỉnh. Điển hình gần đây nhất, ngày 9 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xử phạt công ty cổ phần Gia Hưng trên địa bàn huyện Văn Lâm với mức phạt 200 triệu đồng, với lý do tự ý chuyển mục đích sử dụng đất chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Cùng lý do này, ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã xử phạt 80 triệu đồng với bà Phạm Thị Nga ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 938 và 940 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hai công ty nằm trên địa bàn xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, với cùng lý do là tự ý san lấp mặt bằng trên đất lúa khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật, mức phạt mỗi công ty là 160 triệu đồng. Ngoài ra còn các vi phạm nhỏ lẻ với nhiều hình thức khác nhau. Thực tế này cho thấy, cùng với việc tùy tiện của các đơn vị, doanh nghiệp, thì công tác quản lý đất đai ở cơ sở vẫn chưa chặt chẽ. Qua đó không chỉ gây thiệt hại về kinh tế khi phải giải tỏa mà còn gây bức xúc trong nhân dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa. Tần suất của các đợt không khí lạnh sẽ ngày càng dày hơn. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số loại virus vi khuẩn phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, đan xen các đợt không khí lạnh. Với những người có sức khỏe yếu, người già và trẻ em chậm hoặc không thích nghi kịp với thời tiết, sẽ dễ bị nhiễm một số bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp như cúm, viêm đường hô hấp, rubella. Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện các biện pháp như vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, chú ý vùng đầu, ngực, cổ, bàn chân, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường chế độ dinh dưỡng, cân đối các nhóm dưỡng chất, ăn nhiều rau hoa quả để nâng cao sức đề kháng. Các bệnh như cúm, sởi, rubella đều đã có vaccine phòng chống, vì vậy việc tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch là rất cần thiết. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các khoản thu đầu năm học 2020-2021.
Theo đó, học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập được quy định từ 44.000 đến 82.000 đồng một tháng, tùy theo bậc học và khu vực thành thị, nông thôn. Học phí được thu định kỳ hàng tháng hoặc thu theo học kỳ hay cả năm, tùy theo nguyện vọng của học sinh. Các trường phổ thông, học phí thu 9 tháng một năm học, các cơ sở giáo dục mầm non thu theo số tháng thực học. Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với các trường phổ thông công lập cung cấp trên địa bàn. Tiền học thêm, các khoản thu dịch vụ không kinh doanh như tiền điện, nước uống, dọn vệ sinh, trông xe, nội trú ký túc xá cũng được quy định rõ ràng. So với năm học 2019-2020, các khoản thu không có sự thay đổi. Hướng dẫn cũng nêu rõ tiền bảo hiểm y tế, quỹ đoàn, quỹ đội, chữ thập đỏ, quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Đối với các nguồn thu tài trợ, các cơ sở giáo dục có thể tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt, hiện vật, được ghi chép theo dõi trong sổ sách kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Đến nay, các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành học. So với mọi năm thì năm nay điểm chuẩn tăng cao, đồng nghĩa với việc nhiều học sinh sẽ không đỗ được vào những ngành học top đầu như nguyện vọng ban đầu. Phạm Thu Hồng là cựu học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ. Trong suốt 3 năm học, em luôn được đánh giá là học sinh có học lực giỏi, với 9,4 điểm toán, 8,25 điểm lý và 8,75 điểm môn hóa học. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành kế toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nếu như năm ngoái, chuyên ngành này chỉ lấy 25 điểm, thì năm nay điểm để trúng tuyển lên đến 27,15 điểm. Em khá bất ngờ với điểm chuẩn của các trường kinh tế top đầu, và cá nhân em thì là một người không đỗ nguyện vọng 1 và phải xuống nguyện vọng 2 học. Thì em nghĩ rằng là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, có thể là con đường sắp tới bạn sẽ khó khăn hơn, nhưng mà sẽ tùy thuộc vào những cái động lực, vào những cái cố gắng của mình sau này và để phát triển bản thân. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi đại học năm nay thì có nhiều yếu tố khiến cho điểm chuẩn tăng cao, bởi các nhà trường không chỉ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn xét tuyển bằng nhiều hình thức khác, ví dụ như xét kết quả học bạ, xét tuyển thẳng đối với học sinh có thành tích cao, hay là xét qua một số kỳ thi đánh giá năng lực học sinh ở một số trường. Bởi vậy thì các cái chỉ tiêu dành cho thí sinh mà xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn nhiều. Ví dụ như ở một trường top đầu như Đại học Ngoại thương thì trong tổng số 3.950 chỉ tiêu thì nhà trường đã xét tuyển được trên 50% chỉ tiêu đối với các cái thí sinh xét tuyển thẳng. Như vậy là chỉ còn khoảng 1.800 chỉ tiêu dành cho các thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Điểm xét tuyển cao lại ở nhiều tổ hợp môn khác nhau. Chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi thu hẹp nên nhiều thí sinh có điểm trung bình mỗi môn từ 8 đến 9 điểm mà vẫn trượt nguyện vọng 1. Chưa có một kỳ tuyển sinh đại học nào mà tổ hợp các môn xã hội cô C lại có điểm chuẩn trúng tuyển từ 29 đến 30 điểm như năm nay. Nổi bật như các khoa của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Hàn Quốc học 30 điểm, Đông Phương học 29,75 điểm, quan hệ công chúng báo chí trên 29 điểm. Đối với các ngành khoa học tự nhiên, điểm chuẩn xét tuyển cũng cao hơn từ 2 đến 3 điểm so với những năm trước. Do vậy, đối với nhiều em học sinh, việc chuyển nguyện vọng để xét tuyển vào những ngành học, trường đại học khác đã sớm được chuẩn bị. Đồng hành cùng các em là sự ủng hộ động viên không nhỏ của gia đình và các thầy cô giáo. Được vào nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, đây là điều tốt nhất. Còn nếu như con mà được nguyện vọng 3, nguyện vọng 4, kể cả nguyện vọng 5, thì chúng tôi luôn luôn ủng hộ con mình và tạo điều kiện tốt nhất cho con mình. Điều quan trọng nhất chúng tôi kỳ vọng của con đó là sự nỗ lực của con, chứ không phải là vì là nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2 và con học trường gì hay khoa gì. Sau khi biết điểm chuẩn của một số trường thì các bạn cũng nhắn tin giúp tôi. Một số em thì chưa đỗ được nguyện vọng 1, các em có vẻ rất là buồn. Thế nhưng tôi cũng đã động viên các em là đây chỉ là cái bước đường đầu tiên của các em thôi. Nếu như không đỗ được ở nguyện vọng 1 thì chúng ta có thể chuyển sang nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, miễn là cái ngành đấy vẫn là ngành yêu thích của các em, và dù các em cứ quyết tâm cố gắng hơn nữa thì tương lai và cái cơ hội của các em cũng còn rất nhiều. Chọn trường đại học là tiền đề cho việc lựa chọn hướng đi trong tương lai. Thế nhưng ngôi trường đào tạo, ngành học nào đi nữa cũng chỉ là một trong những yếu tố cấu thành nên sự thành công của mỗi em học sinh. Điều quan trọng vẫn là sự cố gắng, nỗ lực của chính các em để mang lại cho bản thân và gia đình một tương lai tốt đẹp nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy hiệu quả tích cực từ phong trào xếp hàng đón con ở các trường tại một số tỉnh, trường tiểu học mầm non và trung học cơ sở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đã học tập áp dụng vào thực tế của địa phương. Và sau một thời gian triển khai, nhận thức của phụ huynh
được nâng lên rõ rệt, trật tự an toàn giao thông trước cổng trường đã đi vào nề nếp và đây là nét đẹp trong văn hóa giao thông và là văn hóa ứng xử cần được lan tỏa và nhân rộng tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Xã Đông Tảo là nơi trung tâm chợ đầu mối, lượng tham gia giao thông đông. Trước đây, mỗi khi tan học thì tại các cổng trường học luôn rơi vào cảnh hỗn loạn, người và các phương tiện xe máy, xe đạp, ô tô chen chúc nhau, mạnh ai đấy đi. Thời gian qua, các bậc phụ huynh trong lúc chờ đón con xếp xe thành hàng lối ngay ngắn. Hầu như phụ huynh đều nhận thấy bây giờ đi đón con cháu không còn phải chen lấn như trước đây. Thời gian gần đây tôi thấy là cái kẻ đường vẽ là xe pháo là sắp xếp rồi, cái cô bán hàng này cũng không có nữa. Thế mà các phụ huynh hoặc là những người nhà của phụ huynh đi đón các cháu này không được vào trong kia, đứng ở đây. Nó là một cái quy củ nguyên tắc chúng tôi rất thích. Từ đầu năm học này, nhà trường phối hợp với ban quản lý chợ và một số phụ huynh nhiệt tình đã kẻ vẽ, phân chia khu vực và ra quân hướng dẫn sắp xếp nơi đỗ xe cho phụ huynh khi đến đón con, tạo hàng lối ngay ngắn, trả lại lòng đường cho người tham gia giao thông. Từ khi thực hiện phong trào xếp hàng đón con, mọi việc diễn ra nề nếp trật tự, tạo nét văn minh, văn hóa ứng xử. Sau khi triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, xếp hàng văn minh, cảnh tượng ùn tắc giao thông trước cổng trường được cải thiện đáng kể. Nhà trường đã bố trí giãn giờ tan học của các khối, phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn dạy tiết học cuối, hướng dẫn học sinh xếp thành hai hàng. Khi tan học đi theo hướng đường của cổng trường, hướng dẫn nhắc nhở phụ huynh đưa đón con đúng nơi quy định. Trước đây thì khi đến giờ tan của học sinh thì sẽ phải xảy ra cái việc ách tắc vì ba trường nằm ba cổng là sát nhau. Nhưng mà sau đó thì phụ huynh đã đi vào nền nếp rồi thì là cái việc tan học của các cháu thì rất là thuận lợi, bởi vì là các cháu không bị ách tắc ở cổng trường nữa, và cái việc phụ huynh đã đi vào nếp rồi thì cũng đỡ khó khăn cho nhà trường và đảm bảo được cái an giao thông cho học sinh an toàn trước cổng trường. Đã có rất nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra, và cứ sau mỗi một lần đó người ta lại ân hận, nuối tiếc bằng câu biết thế và kèm theo đó là các biện pháp phòng ngừa. Vâng, biết thế thì đã muộn, nhưng muộn còn hơn không. Vậy mà vẫn có nơi biết nhưng vẫn không triển khai phòng ngừa. Đây là hồ điều hòa tạo cảnh quan của công ty Merap nằm trên địa phận xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Sau gần một tuần kể từ khi tại đây xảy ra vụ đuối nước thương tâm là một nữ sinh tử vong, ngoại trừ tấm biển nhỏ ghi hồ nước sâu cấm tắm thì mọi thứ vẫn y nguyên. Hồ nằm trong diện tích hành lang đường tỉnh 379 thuộc phần quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến. Do nằm ngay trước cửa công ty nên đơn vị này xin được cải tạo, vừa làm hồ điều hòa vừa tạo cảnh quan. Tuy nhiên, sau khi cải tạo, đơn vị này không có biện pháp quản lý kiên quyết, cũng không có hàng rào cảnh báo ngăn ngừa, trong khi hồ có độ sâu tới 2 mét. Được biết dọc theo tuyến đường này còn rất nhiều các hồ nước như thế này. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Nghị định 100 của Chính phủ đã có hiệu lực gần một năm nay, trong đó quy định xử phạt nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người sử dụng rượu bia sau đó tham gia giao thông, dẫn đến bị lực lượng chức năng xử phạt, thậm chí là gây tai nạn cho mình và cho người khác. Gia đình ông Trừng, bà Dung ở phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào vẫn chưa nguôi ngoai bởi cái chết của con mình do lái xe khi đã uống rượu. Ngày 30 tháng 5 năm 2020, ông Kiều Văn Hưng, sinh năm 1972, uống rượu tại phường Nhân Hòa, sau đó đi xe máy về nhà, không làm chủ được tay lái, dẫn đến vượt ẩu, đâm vào xe ô tô đi ngược chiều. Ông Hưng bị tử vong trên đường đi cấp cứu, được cơ quan chức năng xác định có nồng độ cồn trong máu. Nói chung là đã cố bàn rượu trẻ thì tốt nhất chúng ta một là đi taxi, hai là đã uống rượu thì tốt nhất không nên tham gia giao thông. Càng đau xót hơn khi con trai của ông Hưng cũng bị chết do tai nạn giao thông trước đó nửa năm. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, liên tiếp mất đi người cháu, người con là nỗi đau không thể lành của ông Trừng, bà Dung. Vì giao thông mà con mình bị mất đi, chết là vì một thương tâm của bản thân gia đình tôi, và nói chung cả nhân dân phố ở đây ai cũng tiếc, là vì hai người nhỏ, hai đứa con đều bị tai nạn chết hết. Tham gia giao thông có sử dụng rượu bia để lại hậu quả đau lòng như vậy,
song một bộ phận người dân vẫn chủ quan, chưa chấp hành nghiêm Nghị định 100 và Luật An toàn Giao thông. Tại các quán ăn, quán nhậu, nhiều người vẫn vô tư uống rượu bia, sau đó lại điều khiển phương tiện giao thông. Vào quán uống bia thì ví dụ là không thể, ví dụ nhà không uống không say được. Bia rượu thế xong đi ra đường thì là cũng là cái tác hại nguy hiểm. Các giờ buổi chiều khi tan tầm ra ra các quán bia, người ta ngồi uống rượu bia. Sau khi uống rượu bia xong, người ta tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cái tình trạng đấy thực sự là rất nguy hiểm, nó tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, gây mất an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và cho những người khác tham gia giao thông trên đường. 9 tháng đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã xử phạt 102 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 9 trường hợp bị xử phạt ở mức cao nhất theo Nghị định 100 của Chính phủ. Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông các huyện, thị xã, thành phố xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Nghị định 100 ra đời đã có mức răn đe về mức xử phạt, nhưng cá nhân của một số người dân tham gia giao thông vẫn còn có ý thức rất kém, vẫn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Qua đây chúng tôi cũng xin nhắc nhở người dân là đã uống rượu thì không tham gia giao thông. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, các cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan đã bước vào tuần thứ hai và bầu không khí căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt. Phía Azerbaijan đã ra điều kiện chỉ dừng hoạt động giao tranh quân sự ác liệt nếu Armenia đưa ra lịch trình về việc rút quân ra khỏi khu vực thuộc chủ quyền của Azerbaijan. Tổng thống Azerbaijan nói rằng chính phủ của ông đồng ý về quan điểm rằng vấn đề với Armenia nên được giải quyết thông qua đối thoại, nhưng đặt ra điều kiện là Armenia phải đưa ra kế hoạch rút lực lượng khỏi vùng này. Azerbaijan trước đó nhiều lần cáo buộc Armenia hiện diện quân sự bất hợp pháp trên lãnh thổ được quốc tế công nhận của Azerbaijan. Tổng thống Azerbaijan cũng cam kết sẽ khôi phục quan hệ bình thường với người gốc Armenia ở Nagorno-Karabakh sau khi buộc Armenia rút quân khỏi đây. Căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia láng giềng trong hàng chục năm qua liên quan tới vùng lãnh thổ nói trên. Hôm 4 tháng 10, hai bên tiếp tục nã hỏa lực và tên lửa về phía nhau, khiến các khu vực dân sinh bị tàn phá. Về tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đội ngũ bác sĩ điều trị cho biết tình trạng của ông Trump đã khá hơn sau khi được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Quân đội Walter Reed và có thể trở lại Nhà Trắng sớm nhất là vào ngày 5 tháng 10 theo giờ địa phương. Phát biểu với báo chí ngày 4 tháng 10, bác sĩ điều trị cho ông Trump tiết lộ, Tổng thống Trump đã hết sốt, các chức năng gan và phổi bình thường. Nếu ông Trump tiếp tục cải thiện như vậy, họ hy vọng người đứng đầu Nhà Trắng sẽ có thể xuất viện sớm nhất là vào ngày 5 tháng 10 theo giờ địa phương. Trước đó, ông Trump cũng đã có sự xuất hiện bất ngờ bên ngoài bệnh viện trong vài phút trước những người ủng hộ. Ông Trump được thông báo mắc COVID-19 hôm 1 tháng 10 sau một tuần vận động tranh cử bận rộn. Việc mắc COVID-19 khiến chiến dịch tranh cử của ông càng thêm khó khăn khi cuộc bầu cử đang đến rất gần và lợi thế nghiêng về phía ứng viên Dân Chủ Joe Biden. Kết quả thăm dò dư luận của Reuters cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ông Biden hiện là 51%, trong khi của ông Trump chỉ là 41%. Giới chức Hàn Quốc thông báo sẽ phạt người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng hay trên các phương tiện giao thông kể từ ngày 13 tháng 11 nhằm chống COVID-19. Theo quy định mới, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe, cũng như khi đang tham gia những cuộc biểu tình. Bất kỳ người dân nào không tuân thủ sẽ bị phạt 100.000 won, tương đương khoảng 85,5 đô la Mỹ. Mức phạt cũng có thể được áp dụng với những người đeo khẩu trang nhưng không che mũi tại nơi công cộng. Tuy nhiên, quy định này được miễn trừ đối với những người dưới 14 tuổi và những người không thể đeo khẩu trang do điều kiện y tế. Vài ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 của Hàn Quốc luôn ở mức hai con số. Tuy nhiên, giới chức lo ngại con số sẽ có thể tăng trở lại khi hàng triệu người trở về từ kỳ nghỉ lễ thu hoạch mùa thu Chuseok. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan sẽ bắt đầu mở cửa biên giới đón du khách quốc tế từ tuần này với các chuyến bay đầu tiên tới từ Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan thông báo họ sẽ thực hiện chương trình thị thực du khách đặc biệt để chào đón các du khách quốc tế. Loại thị thực này có giá trị lên tới 90 ngày và có thể kéo dài tới 270 ngày sau khi được gia hạn hai lần. Hiện tất cả du khách đều phải cách ly 14 ngày. Họ phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi lên máy bay và tiếp tục được xét nghiệm sau khi tới Thái Lan. Chương trình này là một phần trong các biện pháp được chính phủ Thái Lan đưa ra để vực dậy nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Nước này đã ngừng các chuyến bay quốc tế từ tháng 4 năm nay để chống dịch. Ai Cập cuối tuần qua đã triển lãm hàng chục quan tài chứa các xác ướp cổ đại cách đây gần 2.500 năm,
tức là khoảng thế kỷ thứ 6 hoặc thứ 7 trước công nguyên. Các nhà khảo cổ đã phát hiện được 59 quan tài vào tháng 8 tại nghĩa địa Saqqara nằm ở phía nam thủ đô Cairo. Những quan tài này được chôn cất ở độ sâu từ 10 tới 12 mét. Phần lớn các quan tài được tìm thấy cho đến nay đều chứa hài cốt được ướp xác của các linh mục, quan chức hàng đầu và giới tinh hoa thời đó. Hiện 40 trong số chúng đã được trưng bày cho giới báo chí. Và vào hôm 3 tháng 10 vừa qua, giới nghiên cứu đã mở nắp một quan tài trang trí lộng lẫy bên trong và có chứa một xác ướp được bọc trong vải mai táng nhiều chữ tượng hình với màu sắc tươi sáng. Ai Cập hy vọng các khám phá khảo cổ và bảo tàng sắp ra mắt sẽ giúp thúc đẩy ngành du lịch quan trọng vốn đã hứng chịu nhiều cú sốc kể từ làn sóng bạo động mùa xuân Ả Rập năm 2011 và đại dịch COVID-19 thời gian qua. Chính quyền thành phố du lịch nổi tiếng Venice của Italia vừa triển khai thành công hệ thống đê chống lũ lụt tự động trị giá hàng tỷ euro nhằm ngăn chặn bão và triều cường nhấn chìm thành phố này. Dự án đê chắn lũ tự động đã được triển khai cuối tuần vừa qua. Mạng lưới gồm 78 đê màu vàng nổi lên từ đáy biển khoảng 3 giờ trước khi mực nước được dự báo sẽ dâng cao. Hệ thống đê chắn lũ này được thiết kế để bảo vệ Venice khỏi thủy triều dâng lên đến 3 mét, vượt xa mức đỉnh điểm từng nhấn chìm thành phố trong nước biển hồi năm ngoái. Dự án đã bị trì hoãn kể từ thập niên 1980, hai lần trễ hẹn năm 2011 và năm 2018, với chi phí tăng từ 1,3 tỷ euro lên 5,5 tỷ euro. Bản tin quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm mùng 5, ngày mùng 6 tháng 10 năm 2020. Nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày 80-85%. Trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên mực nước cao nhất 2,50 m, mực nước thấp nhất 2,20 m. 100% dây chuyền.